chị đến với các bạn của chị. Chị đến cũng nhiều, chị đến chắc phải 6-7 lần rồi. Nhà hàng thì nấu món ăn rất là hợp khẩu vị. Các món ăn thì chế biến rất là nhanh. Và các, nói chung là cảm thấy rất là hài lòng. Không gian thì nếu mà trừ những ngày mưa ra thì mình ngồi trong nhà, còn lại thì ngồi ngoài trời rất là thoáng và thoải mái. Có, mình vừa mới cách cho mấy hôm ngồi xong vườn hồng ở xong kia. Thời gian thì khá là nhanh và tuy là vì cái lượng khách lớn như thế nhưng mà các bạn làm phục vụ rất là tốt và thái độ ok. Và rất chúc nhà hàng làm ăn là ngày càng phát đạt. Hôm nay là anh đi cùng với lại hai vợ chồng em qua đây ăn, cũng là hôm nay là lần đầu tiên anh qua đây thưởng thức các món ăn của nhà hàng. Thực sự là anh cũng thấy bất ngờ. Anh thì ở Linh Đàm, anh cũng cách đây khoảng 7-8 cây thôi, nhưng mà anh thấy là hôm nay anh biết nhà hàng ăn mọi cái là cách cung cách phục vụ là rất là ok, đồ ăn rất là ngon và rất là đặc biệt. Đầu tiên anh ăn một cái quán trâu ngon như thế này, bia thì ngon mà phục vụ thì rất là tuyệt vời. Còn anh thì uống bia rất nhiều nên là khi mà hết bia cái gọn cái có ngay, mà bia ở đây thực sự là ngon. Và không gian ở đây thì nó rất là rộng rãi, thoáng đãng. Chỉ là gia đình mà có trẻ con thì có thể là qua đây có sân chơi mà nó rất là, còn anh thì nói là hơi phong thủy một chút. Được, không gian thoải mái, rộng rãi, chỗ đỗ xe thì rất là rộng và anh rất là hài lòng, anh sẽ còn qua đây nhiều.